mỹ nhân hóa hồ ly khoe đuôi, nhiệt ba ngầu đét ăn đứt cổ lực na chát. Một trong những tạo hình đẹp nhất mà dàn mỹ nhân hoa ngữ từng khiến bao người mê mệt, đó là khi hóa cửu vĩ hồ yêu. Và không chỉ xinh đẹp đầy ma mị, dàn hồ ly của màn ảnh hoa ngữ khi xuất trận hoặc lúc khoe những chiếc đuôi xinh đẹp của mình cũng thật làm người xem phải bất ngờ lắm. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc này nhé. Địch đệ Nhật Ba. Nói về tạo hình hồ ly thì Nhật Ba có lẽ là người có duyên nhiều nhất. Trước đây trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Trầm Thượng Thư, Nhật Ba đã hóa thân thành nàng hồ ly phượng cửu vô cùng đáng yêu. Sang đến Ngự Giao Ký, Nhật Ba tiếp tục làm hồ ly và có màn hóa cửu vĩ hồ vô cùng xuất sắc. Từ hiệu ứng hình ảnh cho đến diễn xuất, nhan sắc của Nhật Ba đều khó có thể chê. Vẻ ngoài ma mị từ đôi mắt đỏ rực, những chiếc đuôi trắng đầy sức mạnh đã giúp phần cảnh này thêm phần hoàn hảo làm sao. Trương Nhã Khâm. Hóa thân thành nữ chính có gốc gác là hồ tộc, Trương Nhã Khâm đã có dịp được khoe nhan sắc xinh đẹp xuất sắc của mình. Không hoa khi nói rằng đây là một trong những nàng hồ ly siêu đáng yêu của màn ảnh hoa ngữ. Những chiếc đuôi trắng muốt càng làm tăng vẻ đẹp động lòng người của nữ diễn viên sinh năm 1996 này. Đại Tư. Trong Thiên Cổ Quyết Trần, Đại Tư hóa thân thành nàng hồ ly Thường Thấm. Trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình, Thường Thấm đã mang hết sức mạnh cố cứu lấy người mình thương. Những chiếc đuôi màu đỏ hồng bắt đầu hiện ra, làm khán giả phải khen ngợi vì kỹ xảo của phân cảnh này quá tốt. Mặt khác, nhan sắc của Đại Tư trong bộ phim này cũng được đánh giá cao. Lưu Diệc Phi. Một trong những nàng hồ ly đình đám nhất màn ảnh hoa ngữ đó là Bạch Thiền, Lưu Diệc Phi của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Nếu ở bản truyền hình, Dương Mịch chẳng một lần khoe đuôi, thì Lưu Diệc Phi ở bản điện ảnh đã có màn xuất trận cực mãn nhãn. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc lẹm, cùng sức mạnh từ những chiếc đuôi của hồ ly đã làm tăng thêm sự kịch tính trong cảnh phim này. Cổ Lực Na Chát. Trong truyền thuyết Thanh Khâu Hồ, Cổ Lực Na Chát hóa thân thành Hằng Nương, một chiếc hồ ly chín đuôi đã tu hành cả ngàn năm. Trong khoảnh khắc giữa đồng cỏ rộng lớn, Hằng Nương khoe những chiếc đuôi trắng muốt của mình trông thực sự đẹp mắt. Nhan sắc xinh đẹp, tính cách dám yêu dám hận, vừa dễ thương lại tinh nghịch lì lắc. Nàng cửu vĩ hồ Cổ Lực Na Chát đã nhận được nhiều sự yêu mến từ phía người xem. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!